Tối cường hệ thống chương 676, quân vương thái giám duy nhất của cổ tộc. Thủ hộ chi địa, tầng thứ hai, đại bản doanh của tiểu đội phong thiên. Quân khởi nghĩa. Phong vô địch có tiếng tâm rất lớn ở thủ hộ chi địa, thực lực rất mạnh, bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiểu đội phong thiên tuy mạnh nhưng mạnh hơn tiểu đội của bọn họ cũng không ít. Quân khởi nghĩa hiện giờ tuy là khởi nghĩa vũ trang nhưng lại thu hút sự chú ý của phong vô địch tiểu đội sắc vi, tiểu đội bách chiến được hai người bọn họ cứu trở về ngược lại có chút bản lĩnh A. Phong vô địch cười nói. Mà những thành viên xung quanh tiểu đội phong thiên lại cười cợt, không hề đặt tiểu đội mới thành lập này vào trong mắt. Đúng lúc đó, có một thành viên vội vã chạy vào. Đội trưởng, đội trưởng của quân khởi nghĩa này chính là Lâm phàm hắn lại có thể bắt lôi đình quân vương. Sắc mặt của thành viên chạy tới báo tin đầy khiếp sợ và không dám tin nói. Sao có thể có chuyện đó? Một đại hán có vẻ tục tăng đứng bên cạnh, phía sau còn cổng một thanh búa lớn, không dám tin nói. Chính xác trăm phần trăm, lôi đình quân vương kia hiện tại đã bị trói ở đó và đang bị đám người quân khởi nghĩa lăng nhục đấy. Thành viên đó nói, hắn trước khi báo cáo chuyện này, cũng có bộ dạng không dám tin, lúc trước hắn ở đó tuy không nhìn thấy lôi đình quân vương, nhưng giờ nghe nói như thế, trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Phong vô địch hơi nhướng mày, đột nhiên đứng dậy nhìn về phương xa trong miệng lầm bầm quân khởi nghĩa vào lúc này không chỉ có tiểu đội phong thiên chấn kinh ngay cả những tiểu đội khác cũng vô cùng khiếp sợ chuyện này với bọn họ mà nói thì là một việc lớn nhiệm vụ này của lôi đình quân vương còn chưa có tiểu đội nhận đội trưởng của quân khởi nghĩa rốt cuộc là thần thánh phương nào phong khinh tử đồ đệ mà ngươi mới thu nhận rất không yên phận a trên tầng chính thủ hộ chi địa một ông già nhìn phong khinh tử đang đứng một bên, cười nhẹ nói. Ha ha, nếu an phận như ngươi nói, cũng không được lão phu nhìn trúng. Phong khinh tử cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút tự hào. Cho dù nói thế nào, đồ đệ của mình có khả năng như thế là rất tốt rồi. Có điều việc này thật không đơn giản, nếu như thánh tìm tới, thì tình huống có chút khó giải quyết. Ông lão nói, khó giải quyết đến mức nào chứ, không phải do chúng ta ra tay, lôi đình quân vương kia không địch lại đồ đệ của ta, đó là gieo gió gặt bão, coi như thánh có tìm tới, thì có thế nào, quá lắm thì đánh nhau một trận thôi. Phong Kinh tử biểu môi một, nói. Ha ha. Ông lão nở nụ cười, không nói thêm gì, đối với những chuyện này, bọn họ sẽ không quản, chỉ muốn cố gắng bảo vệ thủ hộ chi địa thật tốt. Hắn dù đã đến cảnh giới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, thế nhưng vẫn chưa chứng được vĩnh hằng chi vị, dù như vậy, thực lực vẫn không thể xem thường, nếu phong kinh tử không ở đây, hắn vẫn có khả năng tọa trấn thủ hộ chi địa này. Ta là tù binh, ta muốn ưu đãi. Thanh âm lôi đình quân vương suy yếu, hắn cảm thấy mình cách cái chết không xa nữa. Phía dưới hoàn toàn chết lặng, không một tia cảm giác nào, ngay cả động đậy cũng không được. Hắn không biết mình bị đá bao nhiêu cái, thế nhưng cái cảm giác bành trướng kia cứ một mực hành hạ hắn. Lâm Phàm nhìn bộ dạng của lôi đình quân vương, không khỏi cười lớn, nếu mình đi tới đạp thêm một cước thì không được rồi, Lôi Đình Quân Vương sẽ nổ tung chết mất. Không nghĩ rằng Lôi Đình Quân Vương cũng chỉ đến như thế, cảm giác khi đá một cước kia thật sự quá tuyệt vời. Đúng đấy, đây chính là Lôi Đình Quân Vương, nhưng hắn hiện giờ lại bị mình đá một cước đến gào khóc, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Thành viên gia nhập quân khởi nghĩa, mỗi một người đều phải hoàn thành nghi thức, khi nắm huy chương trong tay, cực kỳ nóng bỏng đối với bọn họ mà nói quân khởi nghĩa có lẽ là thứ thuộc về bọn họ thùng thùng ta còn chưa có đá đâu lúc này mặt đất trung chuyển mọi người trầm ngâm nhìn qua không khỏi kinh ngạc một tên cự nhân tộc thân cao mười trượng bắp thịt toàn thân dân trào hai chân thô kệch như đại trụ kình thiên sao ngươi lại chậm như vậy chúng ta đều đá xong rồi đám người cười hỏi ta muốn đá cái cuối cùng Ta muốn để Lôi Đình quân vương này biết sự lợi hại của ta." Cự nhân tộc âm thanh khàn khàn nói. Lâm Phàm nhìn cự nhân tộc trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cái tên này mà đá xuống một cước, sợ rằng rất khủng khiếp a. À. Không biết Lôi Đình quân vương có thể kiên trì nổi hay không. Khi Lôi Đình quân vương cảm thụ được trận chấn động thì không khỏi nâng lên khuôn mặt hư nhược, khi thấy trước mắt là cự nhân tộc cao lớn, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. "Ngươi?" Lôi Đình quân vương ngươi nhất định không nhớ ta đâu, có điều đạt phu ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi trong lòng, ngươi giết vợ con của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạt phu tức giận nói, trong giọng nói lửa giận vô biên, hận không thể giết chết tên trước mắt này. Đây là chuyện xưa của cự nhân tộc. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ừ, thí chủ có chung ý nghĩ với bần tăng. Thích già tôn giả nói. Lôi đình quân vương nhìn cự nhân tộc trước mắt, nội tâm đã sắp qua đời rồi hắn thân là cổ tộc quân vương khi nào bị khuất nhục như vậy những dung dế trong mắt hắn đã bò lên đầu sau đó tận tình lăng nhục hắn ta là tù binh ta muốn có ưu đãi lôi đình quân vương không muốn nói mấy lời độc ác gì nữa vì dưới cái nhìn của hắn nói nhiều lời hung ác hơn nữa cũng chỉ có thể kích phát sự phẫn nộ của bọn họ mà thôi pháp lực hoàn toàn không có thân thể hoàn toàn bị trấn áp dù bây giờ là một thanh đao thông thường cũng đều có thể cắt rời hắn kia là đạt phu đúng không lâm phàm hỏi đội trưởng đạt phu nhìn lâm phàm sùng bái nói lôi đình quân vương này đã giết vợ con của ngươi vậy ngươi cứ mặc sức đá hắn đi bất quá đừng lấy mạng của hắn lát nữa còn có tác dụng đấy lâm phàm nói vâng đội trưởng đạt phu cảm kích nhìn lâm phàm sau đó nhìn lôi đình quân vương ta sẽ không đòi mạng ngươi thế nhưng ta muốn ngươi phải trả giá thê thảm tên đê tiện này lôi đình quân vương biết mình không thể tránh thoát tức giận nhìn lâm phàm lâm phàm nhún vai biểu thị mình rất bất đắc dĩ vù ngay lập tức toàn thân đạt phu pháp lực phun trào trên đùi phải hình thành một đạo gió lốc mẹ nó đúng là muốn đá bể trứng của hắn mà lâm phàm nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi khiếp sợ nói sát tâm của vị thí chủ này thật nặng thích già tôn giả nói đợi lát nữa tuyệt đối là gà bay trứng vỡ a à, không đành lòng nhìn thẳng mà lôi đình quân vương hãy nhận một cước của ta đi ầm ầm một cước xé rách hư không âm bạo vang vọng đất trời tất cả mọi người đều trợn to hai mắt tựa như lát nữa sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó ầm a à. tất cả mọi người hoàn toàn trợn mắt gà bay trứng vỡ dưa hấu nổ tung vô cùng thê thảm tí tách dòng máu tung tóe làm khuôn mặt mọi người xung quanh dại ra nát thật sự nát rồi trứng của lôi đình quân vương nát thật rồi con lừa trọc ngươi nói xem thân thể hiện tại của lôi đình quân vương đã không còn nguyên vẹn nữa lát nữa giao nhiệm vụ người ta có muốn không lâm phàm hỏi thí chủ việc này bần tăng không rõ lôi đình quân vương thảm thiết gào thét cái đau đớn này hành hạ hắn muốn điên rồi ta à, cuối cùng đã báo thù cho mọi người rồi. Đạt Phu không chú ý đến máu tươi dưới chân, chỉ nâng đầu ngước nhìn hư không, khóe mắt chảy hai hàng nước mắt. Thù hận tích tụ trong nội tâm nhiều năm qua cuối cùng đã báo được. Mà trong lịch sử cái thứ nhất thái giám cổ tộc quân vương, ở trong tay quân khởi nghĩa hoàn toàn ra đời, đây là một cái cụ có sáng tạo tính thời khắc mà tất cả mọi người tại chỗ đều là nhân chứng, bọn họ chứng kiến vẻ mặt có tính lịch sử. Thành viên quân khởi nghĩa oai nghiêm đi theo sau đội trưởng, trên khuôn mặt bọn họ tràn đầy cảm giác tự hào. Bọn họ đã từng không được các tiểu đội khác để mắt tới, nhưng bây giờ đã trở thành một thành viên của quân khởi nghĩa. "Chúng ta đi trả nhiệm vụ, quân khởi nghĩa chúng ta là đội thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thiên cấp trung phẩm, các ngươi có tự hào không?" Biến hóa nhanh chóng khiến giá trị bản thân Lâm Phàm tăng vọt. "Tự hào!" Tất cả mọi người cao giọng nói. Đối với bọn hắn Sao không tự hào cho được, bọn họ là những người không ai muốn chứa chấp, lại trở thành người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thiên cấp trung phẩm. Mặt mũi biết bao mà nói. Bọn họ thề sống chết bảo vệ quân khởi nghĩa. Đối với Lâm Phàm lập nghiệp thật quá đơn giản, chỉ có điều 10.000 điểm cống hiến lúc trước đã gây khó khăn cho hắn không ít, nếu không gặp phải tiểu đội bách chiến thì không biết phải làm sao, 10.000 điểm cống hiến này đúng là buôn bán có lời. Muốn kiếm điểm cống hiến thật nhiều, chỉ có nhận nhiệm vụ thôi. Nếu như đơn giả độc đấu, chỉ có thể nhận một ít nhiệm vụ nhỏ, nhiệm vụ nhỏ kia mỗi loại chỉ có vài chục điểm, mấy trăm điểm điểm cống hiến, muốn kiếm đến 10.000 điểm cống hiến, không biết tới lúc nào. Thủ hộ chi địa rất lớn, có hơn trăm vạn người. Mà nhân số của quân khởi nghĩa, nếu so sánh với một trăm vạn người này, chỉ như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông, nhỏ bé có thể xem nhẹ. Nhưng thời điểm tụ tập lại cũng rất nhiều, một vài người qua đường lộ vẻ nghi hoặc không biết đám người này rốt cuộc đang làm gì đối với phần lớn sinh linh bọn họ không biết lai lịch quân khởi nghĩa cũng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì cũng không lâu lắm đám người lâm phàm đã đi đến chỗ giao nhiệm vụ nơi giao nhiệm vụ này là một chỗ trên quảng trường em gái trả nhiệm vụ xin hỏi tên gọi của tiểu đội quân khởi nghĩa lâm phàm quay đầu qua nhìn mọi người khóe miệng lộ vẻ tươi cười thật không tiện quân khởi nghĩa chưa từng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào em gái nói đội trưởng ở đây trước tiên phải nhận nhiệm vụ sau đó mới có thể trả nhiệm vụ chúng ta phải phải nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm kia mới được triệu tiểu mau nói thì ra là vậy a à. lâm phàm cảm thấy có chút ngượng ngùng không cẩn thận lại đánh mất mặt mũi một vài người đang trả nhiệm vụ xung quanh khi thấy cảnh này không khỏi bật cười Quân khởi nghĩa này rốt cuộc là tiểu đội gì vậy, những quy định đơn giản này cũng không biết. Ai biết đâu, không biết là cái tiểu đội miêu cẩu gì. Còn dám nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm, quả thực không biết trời cao đất dày. Lời nói vô cùng chói tai của những người xung quanh truyền đến tai mọi người trong quân khởi nghĩa. Thích già tôn giả có chút không thể nhẫn nhịn, muốn lên tiếng phản bác, nhưng bị lâm phàm kéo lại. Con lừa trọc, đừng nóng vội, cơ hội làm mất mặt tốt như vậy, ngươi sao có thể lãng phí đây? Lâm Phàm nói. Thích già tôn giả trầm tư vừa nghĩ, nhất thời lộ ra nụ cười. Được, bần tăng thụ giáo, quả nhiên bản lĩnh của thí chủ đã cao lên một bậc rồi. Đối với thích già tôn giả, việc giả vờ hung hãn quan trọng hơn bất cứ việc gì. Nhưng điều Lâm Phàm và thích già tôn giả không nghĩ tới chính là, các đội viên không nhìn được. Mẹ kiếp, các ngươi nghĩ mình là ai, dám to gan nhục nhã quân khởi nghĩa bọn ta, các ngươi có phải chán sống rồi không các anh em những người này dám sỉ nhục quân khởi nghĩa chúng ta chúng ta liều mạng với họ không sai chúng ta ngay cả trứng của quân vương cũng dám đá rồi chẳng lẽ còn sợ đám người này đám người vừa nãy mới cười nhạo quân khởi nghĩa lại cảm thấy lơ mơ một chút bọn họ không nghĩ tới quân khởi nghĩa lại bá đạo như vậy không phải chỉ cười nhạo vài câu thôi sao làm gì mà mỗi người đều như ăn phải lửa vậy mọi người im lặng ở nơi công cộng nhất định phải chú ý tố chất." Lâm Phàm mở miệng nói. Các thành viên đang tức giận khi nghe sự giáo huấn của đội trưởng, lần lượt yên tĩnh lại. Những người qua đường xung quanh thấy cảnh đó, cũng phải gật đầu, xem ra người đội trưởng này còn bình thường một chút, chẳng qua khi nghe được câu nói tiếp theo của hắn suýt nữa phun một mụn máu ra ngoài. Người khác nhục nhã chúng ta đó, là do bọn họ không có mắt nhìn, chúng ta không cần thiết phải tranh luận với bọn họ. Đợi lát nữa lặng lặng đánh vỡ mặt bọn họ là được, có đúng hay không? Đúng. Quân Khởi Nghĩa đồng thanh hô to một tiếng, biểu thị sự tán thành. Ngươi, ngươi. Mọi người nhìn Lâm Phàm, trong khoảng thời gian ngắn, mặt đầy lửa giận, bọn họ thật sự nổi giận. Ngươi cái gì ngươi, Quân Khởi Nghĩa là thứ ngươi có thể chọc vào sao? Nếu như còn dám phí lời, tại để cho ngươi dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Lâm Phàm liếc mắt nói, gia nghiệp khổng lồ hiện tại chính là tiền vốn để càng rỡ thí chủ tố chất tố chất a thích già tôn giả còn đang suy nghĩ tu dưỡng của lâm thí chủ thật sự quá cao nhưng ý tưởng này còn chưa thành hình đã bị lời nói của lâm phàm làm tan biến này thì tố chất cái rắm gì quả thực càng thêm quá đáng hừ ta ngược lại muốn xem ai muốn để người của ta nằm ngang đi ra đúng lúc này một âm thanh đầy tức giận truyền đội trưởng người vừa bị lâm phàm uy hiếp khi nhìn thấy người đang tới nhất thời vui vẻ sau đó chỉ vào lâm phàm quát lớn đội trưởng chính là hắn một gia hỏa không hiểu quy củ lại còn nói muốn nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm quả thực không biết trời cao đất dày đây là đội trưởng của tiểu đội cuồng long nhiếp cuồng long quân khởi nghĩa gặp xui xẻo rồi nhiếp cuồng long này nổi danh bá đạo nếu ai dây dưa cùng với hắn chắc chắn không có quả ngon để ăn quần chúng đang xem trò vui châu đầu ghé tai nói là ta lâm phàm cũng không gấp đi nhận nhiệm vụ chỉ đứng đó nghiền ngẫm nở nụ cười tiểu tử ngươi đúng là ngông cuồng nơi này là thủ hộ chi địa không phải là nơi để loại người như ngươi có thể càng rỡ lạch cạch vừa lúc đó có một chiếc giày đột nhiên bay ra đập về phía nhiếp cuồng long là ai bước ra cho ta nhiếp cuồng long cầm chiếc giày trong tay lửa giận thiêu đốt không nghĩ rằng có người dám làm càng trước mặt hắn. Là bọn ta đấy, làm sao? Lúc này, quân khởi nghĩa đột nhiên đứng dậy. Làm càng, các ngươi có gan lại đập thử xem. Nhiếp cuồng long nổi giận. Đập liền đập, bọn ta sợ ngươi à. Ào ào ào. Trong chớp mắt, tất cả thành viên quân khởi nghĩa đều cởi giày ra ném về phía nhiếp cuồng long. Bọn họ rất tiếp thu những dạy bảo của đội trưởng bây giờ bọn họ là một đại gia đình có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu muốn đánh nhau thì cùng tiến lên ai sợ ai ngay cả lôi đình quân vương cũng không phải đối thủ của bọn họ bọn họ còn sợ cái gì tốt tốt thủ hộ chi địa không cho phép đánh nhau có điều chỉ cần không sử dụng pháp lực là được các ngươi nhiều người đúng không được chờ đó cho ta nhiếp cuồng long nhìn những người này cũng chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó quay người rời đi đội trưởng lát nữa chúng ta phải đánh nhau rồi, thủ hộ chi địa này, dù không cho phép đánh nhau, thế nhưng nếu trong các tiểu đội có mâu thuẫn, vẫn có thể dùng nắm đấm giải quyết, có điều chỉ không cho phép sử dụng pháp lực, nhiếp cuồng long này nhất định đi gọi người rồi. Triệu tiểu mau nói, Há, như vậy à? Lâm Phàm nở nụ cười, không nghĩ tới thủ hộ chi địa lại có quy định này. Ai cũng không được sử dụng pháp lực, từng cú đấm thấu thịt cần nhìn vào tu dưỡng võ đạo của từng người bất quá không vội, trước tiên giao nhiệm vụ, đợi lát nữa trở lại cố gắng với bọn hắn làm một trận. Em gái, bọn ta muốn nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm trấn áp lôi đình quân vương kia." Lâm Phàm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn nói. "Khoan đã." Em gái nhấc đầu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn người trước mắt. "Phiền nói lại lần nữa." Đối với em gái này, nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm trấn áp lôi đình quân vương này đã có không ít tiểu đội cường đại nhận nhưng cuối cùng đều thất bại toàn bộ, bởi vậy không còn ai nào dám nhận nữa. Quân khởi nghĩa muốn nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm trấn áp lôi đình quân vương. Lâm Phàm nhấn mạnh lại từng câu từng chữ. Chắc chắn chứ. Ừ, nhanh lên một chút. Lâm Phàm không nhịn được nói. Bởi vì là nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm nên cần phải có 50.000 điểm cống hiến thế chân. Cô gái nói. Còn muốn điểm cống hiến để đặt cọc nữa à? Lâm Phàm vừa nghe xong nhất thời hết chỗ nói rồi, mấy cái quy định này rốt cuộc là ai định ra vậy, nhiệm vụ này độ khó rất cao, vậy mà còn muốn đặt cọc điểm cống hiến, không lẽ muốn điểm cống hiến đến điên rồi? Đúng, nếu như không có 50.000 điểm cống hiến thì không thể nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm này. Em gái kiên nhẫn nói. Lâm Phàm đưa tầm mắt nhìn các thành viên đông đảo của mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài, những thành viên này chưa có ai muốn thu nhận, có được bao nhiêu đây điểm cống hiến đây. Ta có 100 điểm cống hiến. Ta có 300 điểm. Ta dùng điểm cống hiến để mua đan dược cả rồi. Quần chúng đang quay xem xung quanh chỉ yên lặng nở nụ cười trong lòng. Quân khởi nghĩa này không lẽ đến làm trò hài, không có 50.000 điểm cống hiến mà đến nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm, thật sự quá khôi hài. Một đám hề. Vào lúc này, một thanh âm chói tai truyền đến, cách đó không xa có một nam tử mặc áo trắng, tóc dài bồng bềnh, trong lòng ôm một thanh trường kiếm, khí chất siêu nhiên, vừa nhìn đã biết không phải là sinh linh đơn giản. Đó là bạch y kiếm thánh, phong vô song. Đây là người có thể trốn khỏi tay lôi đình quân vương, thiên kiêu của kiếm tộc. Hắn chính là tiểu đội phó của kiếm thần, so với nhiếp cuồng long khi trước còn mạnh hơn, nếu như quân khởi nghĩa này biết lợi biết hại thì tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Tên ẻo lã kia, ngươi nói ai là thằng hề? Lúc này, Lâm phàm đang vô cùng khó chịu, trời ơi, sao đi tới đâu cũng bị người khác châm biếm là thế nào đúng là không thể nhẫn nhịn xem ra không ra uy thì không được rồi người nói cái gì phong vô song nghe người trước mặt gọi hắn là tên ẻo lả nhất thời nổi giận hắn vì có bộ dạng tuấn mỹ nên khi không nói lời nào nhìn qua thật sự rất giống một nữ tử bởi vậy hắn ghét nhất bị người ta gọi là tên ẻo lả tên ẻo lả tên ẻo lả lâm phàm nói ngươi trong mắt phong vô song lấp lóe sát ý kiếm ý rút ra khỏi vỏ nhưng như nghĩ tới điều gì thu lại kiếm ý người đang đi tìm chết từ ta có thể chính thức nói cho ngươi biết ta đây đang đi tìm chết đó nhưng mà ngươi sẽ không có bất kỳ biện pháp nào để bắt ta đâu đến đây nào cầu ngươi một chiêu đánh chết ta đi lâm phàm tận tình làm càng thí chủ chúng ta mới tới bảo địa thôi tiểu đội cũng vừa thành lập cần phải khiêm tốn lông tơ trên người thích và tôn giả đều nổi lên phong vô song trước mắt này mang cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm trong thời gian ngắn mà đắc tội với mấy người cho dù muốn châm chọc người khác cũng không thể nhanh như vậy chứ con lừa trọc chúng ta là quân khởi nghĩa không thể biết điều lâm phàm xua tay nói này các ngươi có còn nhận hay nhiệm vụ không a à? em gái kia hơi không kiên nhẫn mà hỏi lâm phàm nghe nói như thế thì nhìn về phía phong vô song tên tiểu tử ẻo lả kia nhìn cái gì không phục thì đi gọi người đi đợi lát nữa đại chiến một trận tuyệt đối đánh cho các ngươi khóc kêu cha gọi mẹ luôn mọi người nói có phải không đúng thành viên quân khởi nghĩa hô to một tiếng bọn họ cảm giác máu tươi của mình đang quay cuồng đây mới là nhân sinh bọn họ theo đuổi a cho dù lát nữa có thể bị đối phương đánh sưng mặt sưng mũi thế nhưng đội trưởng còn không sợ thì bọn họ cái sợ cái gì tốt rất tốt Phong vô song lạnh lùng nhìn Lâm Phàm Gương mặt tràn đầy giận dữ rời khỏi nói này Vào lúc này Lâm Phàm cảm thấy có chút khó xử Phải đi đâu để tìm 50.000 điểm cống hiến đây Ngay lúc này Lâm Phàm thấy được người quen Ngươi đợi một lát Lâm Phàm nói với em gái một tiếng Sau đó lập tức chạy đi Liễu sắc vi Giúp một chuyện được hay không Cho ta mượn 50.000 điểm cống hiến Sẽ trả ngươi nhanh thôi Liễu sắc vi nhìn thấy Lâm Phàm thì không có chút gì do dự trả lời. Được. Thật sung sướng. Lâm Phàm cười nói tiếp nhận 50.000 điểm cống hiến, sau đó lập tức đi tới chỗ của em gái. Đây là 50.000 điểm cống hiến, giao nhiệm vụ kia cho bọn ta. Em gái chỗ nhiệm vụ cũng không nghĩ tới đối 50.000 điểm cống hiến Vương chỉ đùa một lát mà lại có như vậy, sau đó đem nhiệm vụ vạch đến danh nghĩa của quân khởi nghĩa. Được rồi, nhiệm vụ đã vạch đến danh nghĩa của quân khởi nghĩa các ngươi chỉ có hai ngày hy vọng các ngươi có thể thành công em gái không hề ôm bất kỳ hy vọng nào với quân khởi nghĩa được rồi trả nhiệm vụ đây nhiệm vụ vừa đến thì lâm phàm liền nói a à, em gái sững sờ sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói ngươi đang đùa ta à đùa ngươi làm gì con lừa trọc kéo lôi đình quân vương qua đây cho ta lâm phàm nói thích già tôn giả không chút do dự lập tức kéo lôi đình quân vương đã giống như một con chó chết đi qua mọi người xung quanh vẫn đang chú ý tiểu đội kỳ lạ này đặc biệt là khi nghe được hắn muốn trả nhiệm vụ thì càng không nhịn được cười rộ lên quân khởi nghĩa này chẳng lẽ bị ngốc hay sao vậy nhưng khi thích già tôn giả tha một cổ tộc tới đám người đang đứng xung quanh bỗng ngây ngẩn cả người sau đó không khỏi nâng đầu lên nhìn về phía đồng hồ nhiệm vụ cái kia có liên quan tới tin tức của lôi đình quân vương con mẹ nó, đây thật sự là Lôi Đình quân vương à. Hình như là vậy, dáng dấp giống như đúc. Ta vừa mới nhận được một tin, Lôi Đình quân vương bị người của thủ hộ chi địa chúng ta trấn áp, hình như gọi là quân khởi nghĩa thì phải. Không thể nào, chẳng lẽ chính là bọn họ. Thời khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh, vẻ mặt không tin được. Em gái, kiểm hàng đi, có điều thời điểm trấn áp người này vì hắn phản kháng quá kịch liệt nên ta không cẩn thận đem trứng hắn đánh nát rồi không sao chứ lâm phàm vẫn sợ nếu lôi đình quân vương không trọn vẹn đối phương sẽ không công nhận thích già tôn giả không khỏi trợn tròn mắt lỡ đánh nát cái lông ấy đây không phải bị mọi người đá nát à mụi tử kia nhìn lôi đình quân vương một chút lại nhìn tin tức nhiệm vụ một chút sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn lâm phàm thật lâu chưa lấy lại tinh thần mà lúc này cô gái nhận được một đạo thần niệm sắc mặt dần dần biến hóa, ngữ khí thay đổi thành kinh hải. Nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm hoàn thành, đây là 200.000 điểm cống hiến, còn có, trả lại ngươi 50.000 điểm cống hiến thế chân. Làm việc có hiệu suất đấy. Lâm Phàm nở nụ cười, nhận lấy 200.000 điểm cống hiến, sau đó đi tới trước mặt liễu sắc vi trả lại 50.000 điểm cống hiến cho đối phương. Đa tạ. Liễu sắc vi há miệng, muốn nói gì đó cuối cùng lại ngậm miệng. Vào lúc này, có 200.000 điểm cống hiến, lưng của Lâm Phàm cũng tự nhiên đứng thẳng lên. Triệu Tiểu Mao, đây là 50.000 điểm cống hiến, đi mua một ít vật liệu về cho ta. Lâm Phàm đưa 50.000 điểm cống hiến cho Triệu Tiểu Mao đang trợn mắt há mồm. Thời khắc này, Triệu Tiểu Mao cảm động đến muốn khóc, hắn không nghĩ tới đội trưởng lại tín nhiệm mình đến vậy, điểm cống hiến nhiều như thế mà giao cho mình như không có chuyện gì. Nhanh lên một chút, cần dùng gấp, trở về càng nhanh càng tốt. Lâm Phàm nói. Vâng, đội trưởng, bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu tiểu mau xin thề tuyệt không để đội trưởng thất vọng, bởi vậy rút chân lên bỏ chạy. Thời khắc này, trong mắt Lâm Phàm lập lòe tinh quang, đánh hội đồng, vậy thì tốt rồi, bồi các ngươi chơi một chút. Giờ khắc này, ở thủ hộ chi địa, phong vân dũng động, nhiếp cuồng long và phong vô song đều bị quân khởi nghĩa ghê tởm này chọc giận, bọn họ muốn cho đám hài kia phải trả giá thật lớn tất cả thành viên tiểu đội cuồng long tập hợp sau khi nhiếp cuồng long trở lại đại bản doanh sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng âm thanh đi qua chỗ nào chỗ muốn rung lên tất cả thành viên lập tức tập hợp không biết chuyện gì đã xảy ra đội trưởng sao lại tức giận như vậy xảy ra chuyện gì hay sao thành viên tiểu đội cuồng long nhìn sắc mặt âm trầm đáng sợ của đội trưởng đã biết có chuyện lớn xảy ra hừ vừa rồi có một tiểu đội không biết sống chết dám khiêu khích ta mọi người chuẩn bị sẵn sàng theo ta, đi giáo huấn bọn họ, cho bọn hắn biết tiểu đội cuồng long ta không phải dễ trêu chọc như vậy. Nhiếp cuồng long nói, có một tiểu đội không biết sống chết vậy hả, được lắm, chúng ta đã lâu chưa động thủ rồi. Dám động vào chúng ta, chỉ có một con đường chết. Dám khiêu khích bọn ta, dù thiên vương lão tử cũng cản không được. Cả đám sau khi nghe chuyện này, không thể nhẫn nhịn được, từng người tỏa ra sát khí nghiêm nghị, hận không thể lập tức đi qua dạy dỗ đám coi trời bằng vung kia. Mà sau khi phong vô song trở về kiếm thần tiểu đội, tụ tập thành viên, xuất phát về phía quân khởi nghĩa. Thời khắc này, mưa gió dao động, một ít sinh linh thủ hộ chi địa đều phát hiện động tĩnh của tiểu đội cùng long và tiểu đội kiếm thần, không biết chuyện gì xảy ra, có điều hẳn là chuyện nghiêm trọng. Hai tiểu đội cùng long và kiếm thần thủ rất nổi danh trong thủ hộ chi địa, làm thiên hạ kinh sợ, đặc biệt khi điều động tất cả thành viên càng khủng khiếp hơn hiển nhiên sẽ có một trận đại chiến xảy ra thủ hộ chi địa không được dùng pháp lực để quyết đấu đó là công nhận đội trưởng ta đã trở về hoàng mỹ hoàn thành nhiệm vụ còn sót lại ba vạn điểm cống hiến triệu tiểu mau vội vã chạy trở về ta không phải kêu ngươi mua hết sao đội trưởng những chứa đồ của ta đầy rồi không chứa nổi nữa triệu tiểu mau vẻ mặt đau khổ nói 50.000 điểm cống hiến thật sự quá nhiều, hơn nữa, vật liệu ở đây rất rẻ, bởi vì sinh linh đại thiên chủng tộc căn bản không thể luyện khí, dù có cổ tộc luyện khí sư cũng rất ít, hơn nữa bọn kia chỉ có thể luyện chế ra linh khí thông thường. Lâm Phàm kiểm tra vật liệu một hồi, thấy những trữ vật đã bị chất đầy, không ngờ rằng vật liệu ở đây lại rẻ như vậy. Đội trưởng, vừa rồi trên đường trở về, ta thấy chỗ làm cờ, bởi vậy ta tự chủ trương làm một chiến kỳ. Triệu tiểu mau lấy chiến kỳ ra, nói. Ừ, có thể. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Tổng số thành viên hiện giờ có 150 người, số lượng này trong thủ hộ chi địa không tính là gì, nếu so sánh với cuồng long và kiếm thần, như lấy trứng chọi đá, có điều Lâm Phàm muốn làm loại trứng cứng nhất, dùng nó đánh nát đá. Luyện khí. Luyện chế thành bộ trang bị. Tốt nhất là trang bị đến tận răng. Toàn bộ ngồi khoanh chân, bản đội trưởng muốn đưa lên đầu các ngươi ngươi tuyệt kỹ thành danh của bản đội trưởng lâm phàm nói với đông đảo thành viên vâng toàn bộ thành viên lúc này đang nhiệt huyết dân trào bọn họ biết lát nữa sẽ có một trận đại chiến đây là trận chiến đấu đầu tiên của quân khởi nghĩa cho dù có bị đánh như chó cũng phải phản kháng đến cùng quân khởi nghĩa này thật sự quá ngáo dù hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm thì thế nào tiểu đội cuồng long và kiếm thần hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ tiểu đội mới lập không biết trời cao đất rộng mà thôi đợi hai tiểu đội kia đến quân khởi nghĩa chắc chắn sẽ gặp bi kịch hoa cúc nở đầy đất ngẫm lại có chút bi thảm a chúng ta đứng ở đây nhìn được rồi không dùng pháp lực để quyết đấu lâu rồi chưa được thấy đó Liễu sắc phi nghe lời nói của mọi người xung quanh sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó đi lên phía trước hỏi dò các ngươi muốn đấu với Cùng long và kiếm thần à điều này theo liệu sắc phi chính là tự tìm đường chết thực lực của hai tiểu đội này cực kỳ thâm hậu, nhân số lại đông, cho dù không dùng pháp lực, đủ đánh quân khởi nghĩa thành chó nhà có tan luôn. Hơn nữa, gây ra mâu thuẫn như vậy, sau này bọn họ khó hỗn ở còn tiếp thủ hộ chi địa này rồi. Ừ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Không thể nào, chuyện này không tốt tí nào đâu. Liễu Sắc Vi khuyên bảo nói. Đây không phải đã kích, mà là lập uy, bản đế muốn tất cả mọi người biết, trong thủ hộ chi địa, quân khởi nghĩa là lợi hại nhất. Lâm Phàm rất tin tưởng với lần này, không phải đánh nhau tập thể thôi sao, ai sợ ai. Liễu Sắc vi nhìn Lâm Phàm tràn đầy tự tin, không biết nên nói cái gì. Được rồi, ngươi ở một bên nhìn là được. Lâm Phàm khoát tay, sau đó thần niệm bạo phát, trực tiếp quán đỉnh cho 150 thành viên. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, hắc hổ đào tâm. Tuy rằng bọn họ lấy được chỉ là bản nguyên ban đầu, nhưng đã đủ đánh nhau rồi. Đây là tuyệt kỹ gì, thật độc ác. Đúng đấy, hiện tại, toàn thân ta đều tràn đầy sức mạnh vậy. Đội trưởng không hổ là đội trưởng, quán đỉnh cho chúng ta chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Hừ, chờ tiểu đội cùng long và kiếm thần đến, ta nhất định phải để cho bọn họ biết sự lợi hại của mình. Cách đó không xa. Bên các tiểu đội đang đứng xem, có tiểu đội phong thiên thình lình xuất hiện. Quân khởi nghĩa này, không lên được vị trí cao đâu, hữu dũng vô mưu, không đáng sợ tí nào phong vô địch đang nghe truyện trên tv audio cv liếc mắt nhìn đã không thèm quan tâm nữa xoay người rời đi nghe nói đội trưởng quân khởi nghĩa trấn áp lôi đình quân vương nên muốn đến nhìn một chút nhóm cường giả này xây dựng tiểu đội như thế nào nhưng lúc đội trưởng có sức vô não của của quân khởi nghĩa hắn càng nhìn càng thấy chướng mắt quân khởi nghĩa ra nhận lấy cái chết đúng lúc này một tiếng nổ ầm vang lên tiểu đội cùng long và kiếm thần đến đồng thời liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ăn ý gật gật đầu. Hôm nay bọn họ muốn lấy nhiều địch ít, hoàn toàn đánh tan quân khởi nghĩa này. Tiểu đội cuồng long đến rồi. Tiểu đội kiếm thần cũng tới. Hai tiểu đội đều toàn quân xuất chinh, quân khởi nghĩa có phải xong đời rồi không? Thời điểm hai người nhiếp cuồng long và phong vô song dắt thành viên đi tới quảng trường, quân khởi nghĩa đã đứng ở nơi đó. Lâm Phàm cầm cờ trong tay, khí tức tăng vọt, đột nhiên hơi dùng sức, cắm lá cờ trên trên mặt đất. toàn thể quân khởi nghĩa nghe lệnh, đợi lát nữa phải đánh đến khi tự bọn họ quỳ xuống xin tha mới thôi. lâm phàm hô to: vâng, đội trưởng. tất cả thành viên quân khởi nghĩa trống lớn, tâm tình vô cùng kích động, tràn đầy sức chiến đấu. vào lúc này, người vây xem xung quanh đã tránh ra, bọn họ không muốn bị dính phốt. quyền cước không có mắt, nếu thật sự đánh nhau, quá gần sẽ bị dính vào, khi đó đúng là bi kịch người của tiểu đội cùng long đều như người điên từng tàn nhẫn thu thập mấy tiểu đội dám đối nghịch với bọn họ từ nay về sau mỗi một người đều trở nên đàng hoàng không dám lỗ mãn trường kiếm trong tay phong vô song đã bỏ vào trữ vật không gian sau đó cao ngạo đi tới trước mặt lâm phàm ngươi nhớ kỹ lát nữa ngươi sẽ rất thảm phong vô song lạnh lùng nhìn lâm phàm ha ha lâm phàm cười một tiếng trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo tinh quang một cước đạp về đũng quần phong vô song. Trước đại chiến, không nên phí lời, đặt bọn nó cho ca, xông lên. Mà phong vô song vốn dĩ muốn đến trước mặt Lâm Phàm nói thêm vài lời hung ác, nhưng không nghĩ rằng tên này một lời không hợp liền động cước, trong chớp mắt, một luồng cảm giác đau đớn xông lên tận đầu phong vô song. Phù phù một tiếng. Phong vô song quỳ xuống đất, không đứng dậy nổi. Trước đại chiến, phe địch tổn thất một tên đại tướng. Muốn chết, giết chết quân khởi nghĩa cho ta. Nhiếp cuồng long quát một tiếng, vung tay lên, đại quân mênh mông cuồn cuộn như một đám chó điên xông về quân khởi nghĩa. Bọn họ muốn dùng nhân số tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép quân khởi nghĩa, để cho bọn chúng biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Lúc này, tình cảnh cực kỳ đồ sộ, trong mắt quần chúng, quân khởi nghĩa chắc chắn một đi không trở về rồi. Nhiếp cuồng long rít gào một tiếng, dù không sử dụng pháp lực vẫn vô cùng mạnh mẽ, một quyền đánh tới, âm bạo vang lên, người bình thường nếu chịu cú đấm này, tuyệt đối sẽ phun máu ba lần. Mà mục tiêu của nhiếp cuồng long chính là lâm phàm, hắn phải hung hăng đạp tên này dưới chân, cho hắn biết được, chọc giận mình sẽ có kết quả bi thảm cỡ nào. Theo nhiếp cuồng long, những người khác của quân khởi nghĩa chắc không đỡ nổi một đòn, nhiều nhất chỉ cần ba hơi thở, toàn quân sẽ bị diệt. Tiểu đội cuồng long và kiếm thần có cường giả vô số, dù không sử dụng pháp lực, đám rác rưởi này vẫn không thể so sánh được a, à, đê tiện, vô liêm sĩ. lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. nghe tiếng kêu này, nhiếp cuồng long lộ vẻ tươi cười, cái cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. chỉ là đê tiện, là cái quỷ gì? nhiếp cuồng long không biết tình huống thế nào, ngay lúc này, hắn chỉ muốn hung hăng nghiền ép tên trước mắt này thôi. ầm ầm, lâm phàm không nhúc nhích đón đỡ một quyền của nhiếp cuồng long, nhiếp cuồng long lộ ra một nụ cười lạnh lùng đối với nắm đấm của mình hắn vẫn rất tự tin nhưng ngay lúc đó vẻ mặt nhiếp cuồng long đột nhiên biến đổi tên ghê tởm trước mắt này à lại không nhúc nhích không hề có một chút dị dạng nào chân áo nghĩa hủy diệt chi cước lâm phàm cười nhạt một tiếng sau đó đột nhiên đá tới một cước kinh thiên động địa đối với nhiếp cuồng long một cước này thật sự quá đáng sợ như cuồng phong mãnh liệt như vạn tiễn xuyên tâm muốn tránh nhưng không thể tránh ầm nhiếp cuồng long biến sắc đột nhiên đối với tương lai sinh ra một tia mê hoặc đau nhiếp cuồng long không tự chủ lên tiếng nhưng khi hắn mở miệng cảm giác đau đớn giống như núi lửa bạo phát bao phủ toàn thân a à. một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên nhiếp cuồng long không hề do dự quỳ xuống chỉ bằng ngươi cũng muốn đấu với quân khởi nghĩa của ta quả thực không biết sống chết lâm phàm đạp một cước mặt của nhiếp cuồng long nói chịu thua với bản đế bằng không bản đế đá vỡ trứng của ngươi nhưng đối với nhiếp cuồng long lúc này hắn căn bản không thể nói chuyện bởi vì cái cảm giác đau đớn trên cổ đã hoàn toàn hành hạ hắn sắp điên rồi thực lực của triệu tiểu mau không cao người mà hắn đối mặt bây giờ chính là một tên tự nhân tộc của tiểu đội cuồng long con vật nhỏ ta muốn đập chết ngươi tự nhân tộc cười lạnh một chưởng đánh lên đỉnh đầu triệu tiểu mau Tuy Triệu Tiểu Mao đã được đội trưởng quán đỉnh hai tuyệt kỹ, thế nhưng thời khắc đối mặt với cái thân thể to lớn trước mắt không khỏi có chút sợ hãi, hai chân đều đang run rẩy. Ầm. Uhm. Triệu Tiểu Mao nhắm hai mắt lại, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh, nhưng trong chớp mắt đó, hắn mở mắt, lại phát hiện nguồn sức mạnh này đã tiêu tán. Ngươi. Ngươi. Tự nhân tộc nhìn tình huống trước mắt, không dám tin giơ tay sờ đầu, như vừa mới thấy quỷ. Triệu Tiểu Mao không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên phát hiện trên thân mình lập loè ánh sáng. Đây là cái gì? Triệu Tiểu Mao khiếp sợ phát hiện bên ngoài thân thể mình có một tầng bảo vệ, màn sáng như một tấm da mềm mại màu hồng lam trắng thay nhau xông ra từ cơ thể, bao phủ thân thể của hắn. Ngay cả con mắt đều được một tinh thể trong suốt to bằng trứng ngỗng bọc lại. Linh khí hộ thể, sao ngươi lại có linh khí? Tự nhân tộc trận tròn mắt, tự như gặp được một chuyện cực kỳ kinh khủng. Đây chính là trang bị chính quy của quân khởi nghĩa, đại biểu chính nghĩa, triệu tiểu mau, hãy dùng sức mạnh của mình giết tên tự nhân tộc kia cho ta. Lâm Phàm nhìn thấy thành phẩm tự mình luyện chế, hài lòng gật đầu. Trong thủ hộ chi địa, vật liệu phổ biến không thiếu, tiện tay luyện chế chính thành linh khí. Hơn nữa, thời điểm Lâm Phàm luyện chế những linh khí này, chưa xuất ra hết lực, chờ sau này tìm được vật liệu thích hợp hơn, có thể nâng cấp mạnh hơn, dù tăng lên đến đạo khí, cũng không phải việc khó nghĩ tới sau này toàn thể thành viên của quân khởi nghĩa đều mặc đạo khí trên người đồ sổ biết bao vâng đội trưởng triệu tiểu mau cười lớn một tiếng sau đó không sợ hãi nào tên cự nhân tộc kia đột nhiên nhảy lên một cái ăn một cước của ta này liêu đảng cước trong nháy mắt bạo phát lấy một đường vòng cung duyên dán đá trúng ngay đũng quần của đối thủ ầm uhm. a à. các anh em chúng ta có linh khí hộ thể không cần sợ chỉ cần đánh là được. Triệu tiểu mau vung tay lên, lần thứ hai đánh úp về tên còn lại. Ở một chỗ khác, một thành viên nữ của tiểu đội kiếm thần đang ngăn cản thành viên quân khởi nghĩa. Hừ, quân khởi nghĩa các ngươi thật sự quá đê tiện, nếu chỉ đá vào chỗ kia, thì đáng tiếc, ta là nữ nhân, không có đồ chơi kia, ta xem ngươi làm sao đối phó với ta đây. Thành viên nữ của tiểu đội kiếm thần cười lạnh, nói thành viên của quân khởi nghĩa trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải do do dự dự như đang suy nghĩ cái gì đó ngay lúc này thích già tôn giả bỗng đến trước mặt thành viên này vỗ vai hắn nói quân khởi nghĩa chúng ta là chính nghĩa chi quân người người bình đẳng không phân biệt nam nữ già trẻ bây giờ đứng trước mặt ngươi là một sinh linh lạc lối ngươi cần dùng hai tay của ngươi để cứu vớt hắn thích già tôn giả ngôn luận một phen như một liều thuốc mạnh đánh vào trong lòng thành viên này vâng đội phó ta hiểu rồi người này nặng nề gật đầu sau đó nhìn chăm chú đối phương ra tay ta dùng hai tay của ta đến cứu vớt ngươi đây ầm a đê tiện vô liêm sĩ cứu mạng a thiếu nữ kia không nghĩ tới người của quân khởi nghĩa đê tiện đến trình độ này dám sử dụng chiêu thức hạ tiện như vậy ngực của ta ngực của ta thích già tôn giả nhìn một màn trước mắt không khỏi thở dài một tiếng mất sạch thiên lương a bần tăng khi nào mới có thể trở lại bình thường đây thời khắc này quân khởi nghĩa giống như mãnh hổ mà tiểu đội cùng long và kiếm thần lại giống như bạch thỏ mặc cho quân khởi nghĩa tùy ý đánh đập các anh em cô gái này giao cho ta đi không được cô gái này đã lầm đường lạc lối ta thân là chính nghĩa chi sĩ nhất định phải dùng hai tay để cứu vớt nàng vào lúc này một thành viên nữ của tiểu đội kiếm thần đang bị vài người của quân khởi nghĩa vây lại, cảm đám người tranh cướp lẫn nhau, không ai chịu nhường ai. Thôi, chúng ta đều là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đã như vậy, cùng ra tay cứu vớt nàng đi. Tốt, ta đang có ý này. Hắc hổ đào tâm. Song long tham suốt. Nàng kia thấy cảnh này, hoàn toàn sợ đến choáng váng, ôm đầu hét lên một tiếng. Không muốn a à. Quân chúng vây xem cũng hoàn toàn cứng họng. Không thể nào, quân khởi nghĩa này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cả hai đại tiểu đội liên thủ cũng có thể trấn áp. Quân khởi nghĩa sao có nhiều linh khí hộ thể như vậy, không thể tin được. Thật hối hận, lúc đó vì sao ta lại không xin vào quân khởi nghĩa chứ, nếu như gia nhập, ta cũng có thể quát tháo phong vân giống như bọn họ rồi. Tiểu đội cùng long và kiếm thần trong tay quân khởi nghĩa, giống như là giấy dáng, căn bản không đỡ nổi một đòn thủ đoạn thật tàn nhẫn, quá bá đạo. Mọi người bị thủ đoạn của Quân Khởi Nghĩa chấn kinh, đá. Bắt. Hai chiêu vận dụng Lô Hỏa thuần thanh, không ai có thể chống đỡ. Nhất chiến thành danh. Quân Khởi Nghĩa, danh tự này giống như bảo táp bao phủ trong lòng mọi người. Đừng tới, đừng tới đây. Đừng đá vào chỗ đó của ta. Hai tiểu đội Cùng Long và Kiếm Thần giờ khắc này đã bị diệt toàn quân tất cả thành viên nằm trên đất gào thét kêu to cơ thể và tâm trí của bọn họ đều bị tê liệt nặng nề đặc biệt đám nam nhân suýt bị đá đến vỡ trứng đối với bọn hắn mà nói quân khởi nghĩa này hoàn toàn chơi xấu một người một bộ linh khí bảo vệ phương thức công kích còn biến thái không cho người ta cơ hội sống sót đứng lên trở lại đây ta còn chưa đánh đủ đâu từng người từng người quân khởi nghĩa nhiệt huyết dân trào bọn họ cảm thấy đã qua nhiều năm như rồi chỉ có hôm nay là thoải mái nhất đạp những tiểu đội cao cấp đã từng không thể với tới dưới chân cái cảm giác này thật sự quá sung sướng mọi người không nghĩ rằng quân khởi nghĩa lại cường hãn như vậy trước kia bọn họ cho rằng quân khởi nghĩa này là một tiểu đội không biết trời cao đất rộng nhưng trận chiến này xóa tan suy nghĩ đó quân khởi nghĩa này không thể coi thường lấy ít thắng nhiều trang bị đầy đủ chưa thức tàn nhẫn một khi xuất thủ làm đối thủ chịu không nổi phải quỳ xuống chuyện này khiến người ta sợ hãi. Lâm Phàm nhìn tình huống hiện trường, cười lớn một tiếng. Con trùng nhiếp điên cùng ngươi sao vậy, có phục hay không? Nhiếp cuồng long giờ khắc này đau đến không muốn sống, đặc biệt khi nghe được tên của mình bị kêu thành nhiếp điên cuồng trùng càng tức thiếu chút nữa phun ra một nguồn máu lớn. Xem ra còn không phục. Ngươi, cái tên đê tiện này. Tài nghệ không bằng người, không cần nói bản đế đê tiện, quân khởi nghĩa của bản đế há là thứ ngươi có thể dễ cực, nhớ kỹ lần này, sau này nếu gặp phải quân khởi nghĩa thì công đuôi tránh ra cho ta, quân khởi nghĩa không phải là thứ ngươi có thể trêu chọc. Lâm Phàm vung ống tay áo, một cước đạp nhíp cuồng long dưới chân, bá đạo nhìn xung quanh. Mọi người thấy quân khởi nghĩa cũng không dám thở mạnh, bọn họ đã bị thực lực cường hãn của họ chinh phục, mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ. Quân khởi nghĩa, các ngươi đúng là có chút càng rỡ đi. Đúng lúc đó, một thanh âm truyền. Khi mọi người nhìn về phía xa, từng người từng người không khỏi kinh hãi. Đó là tiểu đội trưởng của Thanh Hoàng. Tiểu đội Thanh Hoàng có thể là tiểu đội xếp hạng 3 ở thủ hộ chi địa, thực lực so với tiểu đội Cùng Long, tiểu đội kiếm thần phải cường đại hơn nhiều lắm, nhiều lắm. Đúng đấy, quân khởi nghĩa tuy mạnh mẽ, nhưng nếu so sánh với Thanh Hoàng tiểu đội thì vẫn là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không cách nào so được bây giờ thanh hoàng ra mặt nếu quân khởi nghĩa này có mắt hẳn phải biết rút lui bất kể như thế nào trận chiến này đã nâng cao danh tiếng quân khởi nghĩa sau này cũng sẽ là tiểu đội nổi danh ở thủ hộ chi địa mọi người châu đầu ghé tai thảo luận cũng có nhiều người sùng bái nhìn thanh hoàng bản thân mạnh thì sẽ được người người sùng bái chưa nói tới đây là thanh hoàng ngươi là cái quỷ gì quân khởi nghĩa của ta chính làm càng đấy ngươi không phục liền gọi người đến chúng ta đại chiến 300 hiệp, ngược lại muốn xem xem ai nằm xuống trước. Lâm phàm cao mày, không để thanh hoàng trong mắt. Làm người chính là phải thô bạo, không phục thì đánh thôi, còn càng nhằn lẩm bẩm làm cái gì, sợ đầu sợ đuôi cái gì. Thành viên của quân khởi nghĩa tự nhiên vô cùng quen thuộc với Thanh Hoàng, bọn họ tuy đã trấn áp thành công hai tiểu đội cường đại, lòng tự tin tăng cao. Nhưng Thanh Hoàng xuất hiện, nội tâm các thành viên không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao Thanh Hoàng cũng là cường giả nổi danh ở thủ hộ chi địa Thanh Hoàng uy vũ bất phàm, thân thể cao to, tự có uy nghiêm Đứng nơi đó nhưng lại có khí thế che ngập bầu trời Hừ Thanh Hoàng nhíu mày, không khỏi nổi giận hừ lạnh một tiếng Thanh âm ẩn chứa pháp lực, như tiếng sấm oanh động Làm mà nghĩ mọi người đau đớn Tu vi của thành viên quân khởi nghĩa đa số đều rất thấp Hiển nhiên không thể chịu được chấn động Từng người từng người tâm trí rung động, sắc mặt trắng bệch. Mọi người thấy cảnh này cũng đều biết đây là cảnh cáo mà Thanh Hoàng gửi tới quân khởi nghĩa. Có người cảm thấy mừng rỡ, quân khởi nghĩa này đầu gió có chút nặng, cần phải chèn ép một phen, Thanh Hoàng ra tay tự nhiên sẽ không tầm thường, cho dù quân khởi nghĩa lợi hại thì có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của Thanh Hoàng à? Đồ không biết sống chết. Nhiếp cuồng long bị lâm phàm đạp dưới chân trong lòng giận dữ, Thanh Hoàng đến, hắn biết quân khởi nghĩa gặp phải xui xẻo rồi. Quản việc không đâu. Lâm Phàm thấy Thanh Hoàng dám can đảm động thủ, nhất thời nổi giận, không lo ba bảy hai mươi một chưởng vung ra, năm ngón tay cắt trời hư không, đánh về phía Thanh Hoàng. Mọi người thấy cảnh này, bị sợ đến choáng váng. Hắn điên rồi ư, dám đảm động thủ với Thanh Hoàng. Nơi này chính là thủ hộ chi địa nha, động thủ, người giám sát tuyệt đối sẽ không mặc kệ đâu. Người giám sát khẳng định đã sớm quan tâm đến nơi này, chẳng qua lúc nãy khi thanh hoàng động thủ người giám sát chưa hề đi ra nhất định muốn mượn tay thanh hoàng cố gắng chèn ép quân khởi nghĩa này có khả năng này bất quá các ngươi nhìn thử xem ai có thể thắng đây đương nhiên thanh hoàng rồi thanh hoàng là tồn tại đẳng cấp cỡ nào nghiền ép quân khởi nghĩa là chuyện chẳng cần phải nhấc tay lên ta thấy không nhất định như thế quân khởi nghĩa có khả năng trấn áp lôi đình quân vương lôi đình quân vương tuy mạnh mẽ nhưng nếu thanh hoàng xuất thủ chưa chắc sẽ thua hắn. Cái này cũng đúng. Liễu sắc phi nhìn tình huống hiện tại sớm ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới sự tình thế lại biến hóa đến mức này. Thanh hoàng mạnh như thế nào mọi người đều biết, lâm phàm vậy mà còn động thủ, không phải tự chuốc nhục nhã sao. Hừ. Thanh hoàng hừ lạnh một tiếng, không giận tự uy, một đạo thanh mang phá không xuất hiện nghiền ép về hướng lâm phàm, đạo thanh mang này cực kỳ sắc nhọn, cắn giết hư không ngươi là cái chó gì bản đế hiện tại bắt ngươi trước nói sau lâm phàm nhảy lên một cái thân hình lấp lóe mênh mông thủ ấn từ trên trời giáng xuống từng luồng pháp lực chấn động thiên địa dùng uy thế tuyệt đối trấn áp thanh hoàng thân thể thanh hoàng lóe lên bay vút lên không trung ngàn vạn thần quan thanh mang tăng tốc bay tới từng luồng tựa như giải lụa nối liền trời đất ẩn nấp hư không đây là thanh hoàng thần mang cái tên này gặp xui xẻo rồi thanh hoàng vừa động thủ mênh mông oai, bao phủ thiên địa, mọi người nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kinh hãi. Bọn họ rất ít khi nhìn thấy hắn động thủ, thế nhưng mỗi một lần ra tay, đều kinh thiên động địa. Lâm Phàm nắm năm ngón tay thành một con dao, chém một cái về phía không, chặt đứt toàn bộ thanh mang như giải lụa kia. Thanh Hoàng, ngươi đây tự rước lấy nhục, hôm nay bản đế bắt ngươi lại, để ngươi biết kết cục của việc xen vào chuyện của người khác. Ít ngồi đáy giếng, hung hăng càng quấy. Thanh Hoàng trở nên ngưng trọng, không hạ thủ lưu tình, chấn động toàn thân, một đạo thanh mang bao phủ xung quanh thân thể, thanh mang này không ngừng co rút, cô động trên năm ngón tay, một chiêu thành trảo nắm vào trong hư không một cái, pháp lực bốc lên, từng vòng xoáy pháp lực xuất hiện xung quanh hắn, lực hút cường đại đột nhiên bạo phát. Tình huống này đưa tới không ít sự chú ý của các cường giả khác. Quân khởi nghĩa này thật cường hãn, cư nhiên có thể chống đỡ trong tay Thanh Hoàng. Có điều tới đây cũng chấm dứt rồi, thanh hoàng đã tức giận một chiêu này không phải dễ ngăn cản như vậy đâu tất cả thành viên của quân khởi nghĩa đều không chớp mắt nhìn về phía hư không thí chủ cố lên giết chết cái đồ chơi này đi thích già tôn giả reo hò thân là người phật tộc nhưng xưa nay thích già tôn giả lại không ăn kiêng lời thô tục nói ra như nước chảy mây trôi lại không hề có cảm giác mình đã làm sai đội trưởng cố lên đội trưởng uy vũ quân khởi nghĩa uy vũ Giờ khắc này, sắc mặt Lâm Phàm vẫn như thường, đối với một chiêu này, hắn không để trong lòng, hắn mạnh thì thế nào, cổ lực hút này tuy mạnh mẽ, thế nhưng lại không dùng được với Lâm Phàm. Thanh Hoàng, đến đây chấm dứt, nằm xuống cho bản đế đi. Lâm Phàm nghiêm túc, ngay cả mình đều sợ, một khi bạo phát, đó đúng là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Nói khoác không biết ngượng. Thanh Hoàng bạch đế thuật. Trong chớp mắt, ánh sáng chấn động, vòng xoáy pháp lực không ngừng mở rộng, trong vòng xoáy bay ra vô số giải lụa thanh mang, toàn bộ thiên địa bị lôi kéo vào. ầm ầm Bàn tay khổng lồ trên trời giáng xuống, mỗi một ngón tay đều ngưng luyện pháp lực vô tận, từng dòng pháp lực cự long quấn quanh trên ngón tay, giữ tận, rít gào, nuốt chửng mọi thứ. Lâm phàm tu luyện đến cảnh giới đã sớm không cần chiêu thức, một khi xuất thủ chính là võ đạo thần thông, vạn pháp quy nhất cảnh cô động ngàn vạn công pháp, chỉ cần một ý nghĩ, ngàn vạn công pháp cô động trong lòng xoạt xoạt năm đại chỉ thủ khoái động thiên địa vòng xoáy pháp lực mạnh mẽ chạm đến bàn tay lâm phàm lập tức nổ tung không có khả năng chống cự ngón tay lâm phàm chỉ cần sờ một cái tựa như nắm lấy toàn bộ thế giới nắm toàn bộ trong tay thanh hoàng khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt hắn không tin được đối thủ có thể trấn áp toàn bộ chiêu thức của mình làm sao có khả năng thanh hoàng kinh hãi biến sắc thân hình lay động vạn ngàn thanh mang bắn mạnh ra hóa thành một tôn thanh hoàng chi thần Từng vị thanh hoàng chi thần này đều có tu vi thần thiên vị tầng 4, tổ hợp lại với nhau hình thành một đại trận. Vô cùng kỳ diệu, thần uy cái thế, thế nhưng đối với Lâm Phàm, tất cả những thứ này đều là con cọp giấy. Không có gì không thể, đã bảo nằm xuống cho bản đế mà lại không chịu. Lâm Phàm lần thứ hai đánh ra một chưởng. Vô số thanh hoàng chi thần không có bất kỳ sức phản kháng, nổ tung trong nháy mắt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Ầm ầm thủ hộ chi địa chấn động thanh hoàng bị lâm phàm một chưởng đánh xuống mặt đất toàn thân nứt toát máu tươi phân tán hừ một chút thực lực này mà cũng dám cùng bản đế kêu gào đồ cái thứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà chưa thấy giái sệ chưa hết hồn mà lâm phàm dẫm lên người thanh hoàng nhìn hắn đầy miệt thị ầm uhm. lúc này suy nghĩ mọi người như muốn nổ tung từng người từng người không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt Bọn họ không nghĩ tới cường giả như Thanh Hoàng vậy mà không thể chịu nổi ba chiêu của đối phương, thế giới này đảo loạn con mẹ nó rồi. Thanh Hoàng vậy mà thất bại. Sao có thể, Thanh Hoàng là cường giả thần thiên vị tầng 8A, Thanh Hoàng tuyệt thế lại là công pháp cấp cao nhất, thiên địa thần đang còn mạnh hơn thần thiên vị tầng 8 bình thường rất nhiều. Khủng khiếp, quá khủng khiếp rồi, quân khởi nghĩa này đã dẫm ba tiểu đội có tiếng dưới chân rồi, tư thế nổi dậy không thể chống đối. Đám người lúc trước không xem trọng quân khởi nghĩa, giờ đã rõ ràng, bọn họ cuộc khởi là đương nhiên. Nhưng hậu quả của việc này, chính là xuất hiện ba cường địch. Tiểu đội Cùng Long và tiểu đội Kiếm Thần thì dễ nói, mấu chốt là tiểu đội Thanh Hoàng này. Súc sinh, buông ra, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Thanh Hoàng đã không cách nào bình tĩnh được, bị người ta đạp dưới chân, hắn sao có thể nhẫn nhịn, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Liễu Sắc Vi hai mắt tựa như sắp bùng nổ, cả người trở nên ngớ ngẩn. Thanh hoàng vô cùng mạnh mẽ, lại bị hắn đạp dưới chân, chuyện này khiến người ta không tin được a. À. Muốn giết ta, ha ha, vốn còn muốn giữ lại cho ngươi một mạng, chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút, nhưng nếu ngươi đã động sát tâm với bản đế, vậy thì không thể giữ ngươi lại được rồi, bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh, bản đế không thể đuổi cùng giết tuyệt, không bằng như vậy đi, bản đế sẽ thuần hóa ngươi làm nam tỳ cho bản đế sai khiến. Lâm Phàm cười nói. Nụ cười này để người bên ngoài nhìn vào, lại thấy vô cùng khủng bố. Thuần hóa làm nô, chuyện này so với giết thanh hoàng còn nghiêm trọng hơn. Đúng đấy, cũng lâu như vậy rồi người giám sát thế nào còn chưa chịu xuất hiện. Các ngươi nhìn kìa, đến rồi. Thủ hộ chi địa cấm sử dụng pháp lực để đấu nhau, quân khởi nghĩa dám không tuân theo, lẽ ra nên khai trừ. Một thanh âm uy nghiêm phá không mà đến, vang vọng đất trời. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, giám sát đến thì tốt rồi. Sau khi nghe nói sẽ đuổi quân khởi nghĩa ra ngoài, trong lòng bọn họ yên ổn trở lại. Đuổi tiểu đội một lời không hợp là đánh nhau này ra ngoài, cũng là có trách nhiệm đối với đông đảo các tiểu đội khác thủ hộ chi địa. Hừ, việc mà quân khởi nghĩa bọn ta làm, một người giám sát nho nhỏ như ngươi có thể quản sao? Lâm phàm hai mắt sửng sốt, thô bạo vênh váo, năm ngón tay mở ra bắt thiên địa hạ xuống cho ta lâm phàm động thủ năm ngón tay rót vào hư không cứng rắn nắm tên giám sát từ trong hư không bắt ra ngoài làm càng giám sát giả nổi giận hắn không nghĩ tới trong thủ hộ chi địa này lại có gia hỏa cả gan làm loạn như vậy mọi người vây xem thấy lâm phàm động thủ với giám sát giả hoàn toàn không biết nói gì hơn điên rồi tên này nhất định điên rồi a à. Thí chủ lại dọa người khác nữa rồi. Thích già tôn giả nhìn một màn trước mắt, không khỏi thở dài. Mỗi sự việc trọng đại cần đe dọa người khác đều bị lâm thí chủ chiếm đoạt, làm bần tăng không có một chút cơ hội nổi tiếng nào. Đội trưởng thật bá đạo, giám sát giả cũng dám đánh. Chúng ta là quân khởi nghĩa, quân khởi nghĩa là phải thô bạo như thế. Ta muốn khóc quá. Lâm phàm nắm người giám sát trong tay, nghiêng mặt nói chính là ngươi muốn đuổi quân khởi nghĩa của bản đế ra ngoài đúng không bản đế muốn hỏi một chút ai cho ngươi can đảm như vậy người giám sát không nghĩ tới trong thủ hộ chi địa vẫn còn hạng người mạnh mẽ như thế không khỏi nổi giận thủ hộ chi linh bắt người này cho ta ầm ầm hư không vốn đang bình lặng đột nhiên chấn động từng màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống đây là thủ hộ chi linh mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu đều bị trói lại cái tên này gặp xui xẻo rồi. Đúng đấy, mặc kệ tu vi của hắn cao đến đâu, cũng không có khả năng giải ra. Mấy ngàn năm trước có một tên cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị làm càng trong thủ hộ chi địa, cuối cùng chính bị thủ hộ chi linh hàng phục, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Từng màn ánh sáng tựa như giải lụa, trói tất cả mọi người của quân khởi nghĩa lại. Mà một cái lớn nhất đang kéo về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn những thủ hộ chi linh này, khẽ nhíu mày khí tức của thủ hộ chi linh này vô cùng quái dị a à, buông, đội trưởng cứu ta với thí chủ đây là cái gì a à? bần tăng không thể động đậy được nữa thích già tôn giả đã bị trói lại một chút cơ hội phản kháng cũng không có cảm thấy ngơ ngác thủ hộ chi linh lớn nhất cuồn cuộn như một cự long trong nháy mắt trói lâm phàm lại để lâm phàm khiếp sợ chính là mình bị trói nhưng không hề có một chút sức phản kháng nào thậm chí ngay cả pháp lực cũng không thể vận chuyển, như bị giam cầm vậy. Quân khởi nghĩa khoái đảo trật tự của thủ hộ chi địa, tình tiết nghiêm trọng, quất 10.000 roi, đuổi ra ngoài. Người giám sát phẫn nộ quát, đối với hạng người hay làm càng này, căn bản không thể nhịn được nữa. Ha ha! Thời khắc này, nhiếp cuồng long và phong vô song đều nở nụ cười. Bị thủ hộ chi linh buộc chặt, không người nào có thể giải ra, thực lực của ngươi có thông thiên thì thế nào, vẫn phải bị phạt mà thôi. Tự tìm đường chết a. À. Ở thủ hộ chi địa mà còn dám càng rỡ, đúng là không coi ai ra gì. Nếu như có thể nhịn một chút, đã phong quan vô hạn rồi, nhưng bây giờ, không chết cũng tàn tật. Lâm Phàm không thể động đậy tay chân đột nhiên hít sâu một hơi. Thủ hộ chi linh, buông bản đế ra, ngươi cũng biết bản đế là ai, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Lâm Phàm phẫn nộ quát, hai mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Ha ha, người nọ không lẽ bị dọa đến ván đầu rồi, lại dám kêu thủ hộ Chi Linh buông ra, chẳng lẽ hắn không biết thủ hộ Chi Linh là thứ công chính nhất sao? Đúng đấy, quả thật là đồ nhà quê, chỉ có một thân thực lực liền vô pháp vô thiên. Lâm Phàm, ngươi đừng nằm mơ, bị thủ hộ Chi Linh buộc chặt, đừng nghĩ sẽ được buông ra. Nhiếp cuồng long cười lạnh nói. Người giám sát cười thầm trong lòng, muốn thủ hộ Chi Linh buông ra, trừ phi thủ hộ giả đến. Nhưng vào lúc đó, tất cả mọi người trợn to hai mắt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái này không thể nào. Thủ hộ Chi Linh, hình thành cùng thời gian với thủ hộ Chi Địa, nắm giữ linh trí, lại có chức trách. Câu nói này của Lâm Phàm làm mọi người xung quanh nở nụ cười, cho rằng cái tên này bị ngáo đá. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, mọi người hoảng sợ phát hiện, thủ hộ Chi Linh cư nhiên thật sự buông lỏng ra, sau đó như du long bồng bềnh trước mặt Lâm Phàm tại sao lại như vậy, thủ hộ chi linh sao lại buông ra. Nhiếp cuồng long khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, mặt lộ vẻ không dám tin. Phong vô song thấy cảnh này thì suýt chút nữa phun một nguồn máu lớn, sau khi nhìn thấy tên ghê tởm này bị thủ hộ chi linh hàng phục, nội tâm hắn tuy rằng rất phẫn nộ nhưng lại hưng phấn dị thường, lại không thể ngờ, thủ hộ chi linh thả hắn ra. Không thể, không thể a. À. Phong vô song hai mắt đỏ bừng, gào thét. Ha ha, Lâm Phàm cười lớn không ngừng, quả nhiên là như vậy, xem ra lão già đó vẫn còn có chút nhân tính. Người giám sát không tự chủ được lui về phía sau một bước, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn đảo loạn trật tự ở thủ hộ chi địa, thủ hộ chi linh trói hắn lại mau. Người giám sát được trao cho quyền lợi, nếu có người vi phạm trật tự của thủ hộ chi địa cộng thêm thực lực mạnh mẽ, có thể sử dụng thủ hộ chi linh. Nhưng mặc kệ người giám sát chỉ huy thế nào, thủ hộ chi linh vẫn đứng nghiêm trước mặt lâm phàm không nhúc nhích chút nào ngược lại đúng là kỳ quái thật ngu ngốc ngươi chớ kêu loại bản đế là ai chứ bản đế chính là đội trưởng của quân khởi nghĩa bản đế còn là nhân tộc đại đế chỉ bằng ngươi cũng muốn trấn áp bản đế đúng là si nhân nằm mộng từ nay về sau còn ai dám làm càng với quân khởi nghĩa nữa không thủ hộ chi linh mau thả tất cả mọi người của quân khởi nghĩa ra lâm phàm hờ hững giơ tay nhẹ giọng nói ào 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 sao lại thế này vì sao đội trưởng có thể làm được thế thủ hộ chi linh lại nghe theo lời của đội trưởng đúng là bất khả tư nghị đội trưởng vạn tuế quân khởi nghĩa vạn tuế thành viên quân khởi nghĩa cực kỳ hưng phấn sắc mặt từng người đều lộ vẻ phấn khởi bọn họ vốn cho rằng sẽ bị trục xuất ra khỏi đây lại không nghĩ tới đội trưởng lợi hại như vậy ngay cả thủ hộ chi linh cũng nghe theo chỉ huy của hắn dưới cái nhìn của bọn họ đội trưởng không hổ là đội trưởng, thần tượng trong lòng. Đôi mắt đẹp của liễu sắc phi lưu chuyển, người đàn ông trước mắt này, toàn thân tràn đầy thần bí, nàng đến bây giờ vẫn chưa thể hiểu nổi, vì sao thủ hộ Chi Linh có thể nghe lời nhân loại này. Thủ hộ Chi Linh, hàng phục hắn. Người giám sát tức giận gào thét, nhưng dù có hô đến nát giọng thì thủ hộ Chi Linh vẫn không nhúc nhích. Thật ngoan. Lâm Phàm đưa tay ra, dường như đang vuốt đầu của đứa trẻ 3 tuổi. Thủ hộ Chi Linh, thủ hộ chi địa tiên thiên Chi Linh, thông minh như đứa trẻ 6 tuổi, có một tâm địa cực kỳ thuần khiết, hy vọng có người dẫn hắn đi ra ngoài sông 6 giang hồ. "Đinh, có muốn thâm nhập giao lưu với thủ hộ Chi Linh hay không?" "Được." Thủ hộ Chi Linh tựa như vô cùng thoải mái khi được Lâm Phàm vuốt ve, không khỏi rung lên một cái. Mọi người thấy cảnh này, từng người từng người trợn to hai mắt, gặp quỷ rồi. Lúc này Lâm Phàm đã đi tới một khu vực sáng rực vô biên trong đó có một đứa bé mập mạp đứng ở vị trí trung tâm nhìn lên bầu trời trong đôi mắt đáng yêu đó lộ ra khát vọng vô hạn ở bên ngoài thủ hộ chi linh hàng phục người này thủ hộ chi linh người giám sát thật muốn đập đầu vào đậu hũ chết đi cho xong thủ hộ chi linh đã từng có thể chỉ huy vậy mà hiện giờ lại không nghe theo lời của hắn mình là người được giao quyền lợi mà đừng thủ hộ chi linh lâm phạm lúc này đã quay trở lại Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hơi nhấc ngón tay. Thủ hộ Chi Linh, bắt cái tên tiểu nhân kiểu cách này lại cho ta. Soạt. Hào quang lấp lóe, thủ hộ Chi Linh lao nhanh như cự long trói giám sát giả lại trong nháy mắt, thậm chí ngay cả một cái ngón tay cũng không thể động đậy. A. À. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tên này sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị thủ hộ Chi Linh trói lại, đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Đông đảo tiểu đội xung quanh lộ ra vẻ mặt không thể tin được, người này rốt cuộc là ai, thủ hộ Chi Linh vì sao nghe theo mệnh lệnh của hắn? Làm sao, không biết ngươi còn có biện pháp gì? Lâm Phàm hai tay ôm vai, cười cười nhìn giám sát giả. Ngươi đã sử dụng yêu pháp gì? Giám sát giả điên cuồng nhìn Lâm Phàm, hắn không biết vì sao thủ hộ Chi Linh lại không nghe theo sự chỉ huy của mình. Ha ha, yêu pháp, bản đế chính là sứ giả chánh nghĩa, cho nên loại yêu ma quỷ quái như ngươi hiển nhiên không thể chỉ huy được thủ hộ chi linh lâm phàm cười nhạt một tiếng sau đó đi về phía thanh hoàng đi tới trước mặt thanh hoàng lâm phàm ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của thanh hoàng thanh hoàng của ta ngươi làm sao vậy có muốn ta gọi người đến cho ngươi hay không thanh hoàng lộ vẻ khiếp sợ nội tâm đồng thời thiêu đốt lửa giận hừng hực hắn không nghĩ tới mình đánh lại tên này vô liêm sĩ ngươi muốn thế nào Thanh Hoàng tức giận gào thét, hắn dù sao cũng là thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đang cảnh, trong một ý nghĩ là có thể khôi phục thương thế, nhưng trong cơ thể đang có một cổ pháp lực cuồng bạo đang không ngừng lôi xé thân thể của hắn. Mà hắn biết, tất cả những thứ này đều do tên khốn kiếp trước mắt này làm ra. Bản đế đương nhiên. Lâm Phàm luôn là người giữ lời, nói giết cả nhà ngươi, chắc chắn sẽ giết cả nhà, bây giờ đã nói phải giáo huấn thanh hoàng thành nô bộc, tất nhiên phải biến hắn thành nô bộc rồi, nhưng có một đạo thần niệm truyền vào đầu lâm phàm, người ngoài căn bản không biết được. Đồ nhi ngoan của ta, như vậy là được rồi. Lâm phàm trợn tròn mắt, cuối cùng gật đầu. Hắn biết mình có thể chỉ huy thủ hộ Chi Linh là dựa vào lão đầu phong khinh tử, bây giờ lão đã lên tiếng, còn có thể có biện pháp gì? Ai bảo mình bây giờ là đồ đệ của người ta, phải ăn nhờ ở đậu, ai có thể hiểu đây, hay? Phong khinh Tử giờ khắc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, mình rốt cuộc là tìm đồ nhi hay tìm một tên chuyên gây rắc rối đây? Tên này vừa đến thủ hộ chi địa đã gây ra chuyện lớn như vậy, hoàn toàn chính là không cho người ta một con đường sống a. À. Bất quá phong kinh tử cũng nhìn thấy ưu điểm của đồ nhi nhà mình, chính là loại không có giáo dục, luôn có một quy tắc, đó là không chịu thiệt. Quy tắc của tiểu đội là do hắn quyết định, chỉ hy vọng cường giả cùng mang cộng đồng có thực lực nhỏ yếu phát triển, thành quả ngược lại không tồi, nhưng khi phát triển đến bây giờ lại phát sinh một vài biến hóa. Người nhỏ yếu không được tiểu đội thu nhận giúp đỡ, mà một vài tiểu đội cường đại thì thành viên trong đó đều là cường giả. Tình huống này, Phong Kinh Tử cũng không thể làm gì, bây giờ Lâm Phàm xuất hiện, cho hắn thấy một tia hy vọng. Chỉ là ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được đồ nhi của mình có thể câu thông với thủ hộ Chi Linh, Phong Kinh Tử muốn tra xét một phen nhưng thủ hộ Chi Linh mở ra cấm chế, ngăn cách thần thức bên ngoài, nên hắn không biết chuyện gì xảy ra bất quá theo phong khinh tử sẽ không có chuyện gì lớn thủ hộ chi linh chính là tiên thiên chi linh nội tâm thuần khiết bất kỳ việc gian trá gì đều trốn không khỏi con mắt của nó đồ nhi này của mình muốn hàng phục nó càng là chuyện không thể nào mấy đứa bản đội trưởng muốn giáo huấn tên này thành nô bột của mình các ngươi có đề nghị gì hay không lâm phàm đứng lên sau đó nhìn mọi người thành viên quân khởi nghĩa tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng lâm phàm thời điểm nghe đến việc giáo huấn thanh hoàng thành nô bộc mỗi một người đều vô cùng kích động không có đề nghị gì nếu giáo huấn hắn thành nô bộc không còn gì tốt hơn đúng đấy đúng đấy quân khởi nghĩa chúng ta thật sự quá cường đại rồi thanh hoàng làm nô bộc đây là một chuyện cả đời cũng không dám tưởng tượng a à. thích già tôn giả cũng muốn gật đầu đồng ý dù sao đây chính là một chuyện cực kỳ bá đạo nhưng trong chớp mắt thích già tôn giả lại phát hiện trong ánh mắt lâm thí chủ có một tin tức lộ ra ngoài nội tâm đột nhiên ngưng lại ánh mắt có gì đó không đúng nhất định có chuyện khác thương thích già tôn giả quan sát tám hướng tâm như linh lung đối với việc lâm thí chủ muốn thả bom chỉ cần vừa nghe đã có thể biết hôm nay ăn cái gì a di đà phật bần tăng cho rằng không thể ngay lúc này thích già tôn giả đứng dậy nói trong chớp mắt vạn ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn hắn con lừa trọc vì sao lại không thể lâm phàm mừng thầm trong lòng trên trọc này thật hiểu ý ta nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha